là lớp mình cũng sẽ có những học viên đến để có thể là học cách làm sao mà để có thể là phục vụ cho công việc của mình, và có những học viên đến để tìm đến sự tự tin cũng như là cải thiện các kỹ năng mềm cuộc sống, ví dụ như là đi đứng rồi ăn nói, làm sao được để được tự tin cũng như là giao tiếp tốt hơn. Em muốn làm một cái mẫu để cho các bạn hướng tới, những các bạn trẻ, những bạn sinh viên sắp ra trường thì mỗi giai đoạn thì nó sẽ có một cái hình ảnh khác nhau. Thì giai đoạn này thì em đang hướng tới là một người doanh nhân, business, làm kinh doanh.